Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và VNPT Phú Thọ tổ chức họp báo công bố game show truyền hình Khát vọng Lạc Hồng. Đây là game show truyền hình đầu tiên do Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ sản xuất dành cho học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tại buổi họp báo, ban tổ chức game show đã giới thiệu khái quát về nội dung chương trình, công bố bộ nhận diện bao gồm logo, bài hát, vignette và format chương trình. Khát vọng Lạc Hồng là sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh khối trung học phổ thông phát triển tư duy, khả năng hiểu biết, mở rộng kiến thức trên các lĩnh vực. Tên chương trình được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Con Lạc Cháu Hồng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí học tập, rèn luyện, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đất tổ. Chương trình có 3 vòng thi với sự tham gia của 48 thí sinh đến từ 39 trường trung học phổ thông trong tỉnh. Trong đó, vòng nhận diện 12 trận, vòng so tài 4 trận và vòng nhà vô địch 1 trận. Mỗi trận thi đấu gồm 4 thí sinh tham gia với 4 phần thi: khởi hành, khám phá, tiếp sức và chinh phục. Các câu hỏi được lựa chọn từ ngân hàng đề thi do ban cố vấn chương trình biên soạn với sự tham gia của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, giảng viên trường Đại học Hùng Vương và một số giáo viên trung học phổ thông cốt cán trên địa bàn tỉnh. Nội dung câu hỏi liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội, văn hóa thể thao, chủ yếu trong chương trình trung học phổ thông. Trong đó ưu tiên nhóm câu hỏi liên quan đến lịch sử văn hóa truyền thống vùng đất tổ. Hình thức thi đấu loại trực tiếp, chọn người giành giải nhất đi tiếp vào vòng trong. Chương trình bắt đầu ghi hình tại trường quay S8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ từ ngày 9 tháng 7 năm 2022, phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 năm 2022. Trận chung kết năm vòng nhà vô địch sẽ được phát sóng vào đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Giải thưởng cao nhất dành cho nhà vô địch là 20 triệu đồng. Tại chương trình, ban tổ chức game show Khát vọng Lạc Hồng đã tiếp nhận biểu trưng tài trợ của gần 20 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là sự tiếp sức quan trọng để tổ chức thành công game show và động viên tinh thần của các thí sinh trên hành trình chinh phục vòng Nguyệt Quế.